Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 3, lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng đã bàn giao hai đối tượng ông Viết Thành Sinh sinh năm 1999 và Phan Thanh Cường sinh năm 1998 cùng chú quận Cẩm Lệ cho Công an quận Cẩm Lệ để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 13 tháng 3, sinh điều khiển xe máy biển kiểm soát 43E100728 lưu thông trên tuyến Lê Đại Hành hướng từ Trường Trinh về cách mạng tháng 8, không đội mũ bảo hiểm. Thời điểm này, tổ C5 lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính, nhưng sinh không chấp hành, tông xe vào lực lượng tuần tra và bỏ chạy. Sau đó, thanh niên này đến quán nhậu Nơ Tín, trên đường Lê Đại Hành nhờ bạn là Phan Thanh Cường trở quay lại nơi tổ công tác C5911 làm việc để ném đá. Đến 22 giờ 40 cùng ngày, Cường điều khiển xe máy biển kiểm soát 43M100728 trở sinh đến, ném hai cục đá vào lực lượng đang làm nhiệm vụ rồi chạy thoát. Khoảng 10 phút sau, hai thanh niên này tiếp tục quay lại ném đá vào tổ công tác. Trước hành vi manh động của đối tượng, lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng huy động các tổ công tác C5911, C2911 và C1911 truy bắt được hai đối tượng cùng tăng vật, bàn giao cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Cẩm Lệ để xử lý theo luật định. Qua kiểm tra ban đầu xác định, người điều khiển xe máy biển kiểm soát 43E100728 tên Phan Thanh Cường có nồng độ cồn là 0,364mg trên lít, Vụ việc hiện đang được công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, công an tỉnh Cà Mau cho biết đang tạm giữ hình sự 7 người để điều tra về hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra tại địa bàn huyện Cái Nước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 18 tháng 2, ông L, 37 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, chở cháu Y, 15 tuổi, ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước vào một nhà nghỉ ở huyện Cái Nước và thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy Y nên tìm kiếm và gọi Y về. Khi gia đình gạn hỏi thì Y nhận có quan hệ tình dục với ông L tại một nhà nghỉ ở huyện Cái Nước. Sau đó bà A, cô ruột của Y đã dẫn Y đến công an xã Tân Hương Đông tố giác về việc ông L quan hệ tình dục với Y. Trình bày với cơ quan công an, Y cho biết đã quen ông L từ khoảng tháng 10 năm 2023, có phát sinh tình cảm và nhiều lần quan hệ tình dục với ông L. Ngoài ra, Y còn cho biết trong thời gian sống tại nhà bà nội từ năm 2017, khi Y mới 7 tuổi đến nay, em còn bị 6 người họ hàng xâm hại tình dục. Hiện tại đã có 2 trên 6 người thừa nhận có quan hệ tình dục với Y khi làm việc với cơ quan công an. Dượng của cháu Y, chồng bà A, cũng đã thừa nhận 11 lần quan hệ tình dục với Y. Không những thế, theo nguồn tin cho biết, còn có cả hai người con trai của bà A cũng đã có quan hệ tình dục với Y công an huyện cái nước đã chuyển hồ sơ vụ việc cho công an tỉnh cà mau thụ lý điều tra theo thẩm quyền trong diễn biến khác có liên quan một lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh cà mau cho biết đã nắm được vụ việc cháu y bị nhiều người xâm hại tình dục vụ việc đang được công an thụ lý điều tra và xử lý theo quy định sở đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan lên kế hoạch hỗ trợ chăm sóc để đảm bảo an toàn cho cháu y vị lãnh đạo sở thông tin thêm một lãnh đạo công an huyện Cư Cư In thông tin đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai của Lê Văn Thiện, 35 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đối tượng này đã dùng dao súng hai lần truy sát một phụ nữ ở xã Ea Tiêu. Quá trình làm việc với công an, đối tượng khai nhận, vào năm 2017, Thiện vào tỉnh Đắk Lắc ở nhờ nhà một người quen tại xã Ea Tiêu, gần nhà chị NTBH. Trong quá trình sinh sống ở đây đã xảy ra mâu thuẫn với chị Hát nên Thiện nảy sinh ý định sát hại chị để trả thù ngày 30 tháng 1 năm 2023, khi chị Hát đang ở nhà, Thiện đã xông vào dùng dao chém thẳng người chị gây thương tích. Em trai chị Hát chạy ra ngăn cản cũng bị Thiện chém vào tay, phải nhập viện. Sau đó chị Hát trình báo cơ quan công an. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn. Nên đến tháng 8 năm 2023, công an huyện Cư Cư In ra quyết định khởi tố bị can quyết định truy nã Thiện trên toàn quốc. Dù đang bị truy nã nhưng đến ngày 11 tháng 1 năm 2024, thiện từ campuchia quay về rồi xông vào nhà chị hát dùng súng bắn hai phát về phía nạn nhân tuy nhiên chị hát kịp né tránh khiến viên đạn sượt qua da chị nhanh chóng chạy vào nhà khóa trái cửa phòng nên thiện không vào được và bỏ đi trước sự nguy hiểm manh động của người này công an huyện cư quyên đã xác lập chuyên án phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc lập tổ công tác để truy xét ngoài ra công an cũng cắt cử lực lượng để bảo vệ an toàn cho gia đình chị hát Quá trình truy bắt Thiện, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn vì Thiện liên tục thay đổi địa điểm, lẫn trốn đến nhiều tỉnh thành trong nước và ở Campuchia. Đến ngày 10 tháng 3, Thiện bất ngờ xuất hiện tại một láng trại của người dân ở xã Tân Thành, huyện Krono, tỉnh Đắk Nông. Khoảng 20 giờ cùng ngày, công an đã khống chế bắt giữ đối tượng, thu giữ một khẩu súng, 5 viên đạn và hai cây dao rượu. Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận sau khi dùng súng bắn chị Hát thì đã bỏ trốn sang tỉnh Gia Lai, và qua Campuchia. Đến ngày 9 tháng 3, Thiện từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh rồi lên Đắk Nông lẫn trốn thì bị công an bắt giữ. Thiện đã mua khẩu súng cùng 11 viên đạn của một người Campuchia tại khu vực biên giới với giá 6,5 triệu đồng. Như đã đưa tin, sau khi bị bắn trượt, lo lắng cho tính mạng của bản thân và gia đình, ngoài việc báo công an, chị Hát đã đăng tải thông tin đối tượng Thiện lên mạng xã hội để mọi người ai phát hiện trình báo công an. Liên quan vụ việc, chị Hát cho biết đã gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Đắk Lắk Công an huyện Cư Cư In và Công an xã Ea Tiêu vì đã nhanh chóng bắt được người nhiều lần truy sát bà. Theo bà Hát, sau khi bị ông Thiện truy sát, bà rất hoảng loạn. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã luôn túc trực bảo vệ gia đình bà được an toàn cho đến khi bắt được ông Thiện. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Minh Chí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Theo đó, sự việc xảy ra vào tối 12 tháng 3 tại thôn Lập Chí, xã Minh Chí. Thời điểm trên, có một đôi vợ chồng cư trú tại thôn này xảy ra xích mích do mâu thuẫn gia đình. Quá trình mâu thuẫn, người chồng đã dùng hung khí tấn công khiến vợ trọng thương tử vong sau đó. Theo thông tin từ nhiều người dân tại thôn Lập Chí, trước khi gây án, người chồng có dấu hiệu say xỉn. Sau khi gây án, người chồng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn tới vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ án này, một số người thắc mắc nếu giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh có được giảm nhẹ hình phạt hay không. Điều 125 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh như sau: Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội đối với hai người trở lên thì bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, người phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh và xuất phát từ nguyên nhân do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó thì vẫn bị phạt tù, mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam.